Vậy là chuẩn bị gặp con Emily. Con trắng trắng là con Emily. Ôi, chuẩn bị đâu đây vậy? Bị chặn đường rồi. Khó quá. Hơi né hay lắm, chiến thuật của mình đấy. Ghê quá vậy, đúng không? Vừa quay mặt lại thấy đứng sau lưng rồi. Rồi xong, thua. Ô máy vẫn chạy được. Chạy đi đâu bây giờ? Chạy đi đâu bây giờ giờ? Thoát chưa? Thoát rồi, thoát rồi. Ê, sắp 12 giờ rồi kìa. Sắp 12 giờ rồi kìa. Ra ở đường không cho ra, không cho ra. Ê, sắp 12 giờ, sắp có vụ gì rồi. Chết mẹ rồi, núp núp núp. The fuck? Vậy thôi hả? Trò chơi của ông là ánh sáng xanh, như ông. Đau tim quá. Giờ đi đâu đây? Cái con này đứng đây. Giật mình thật đấy chứ. Mà con này bị kẹt đây rồi nè. Ừ, nằm đóng luôn em. Cứ đứng nó mà đi nhá. Bye nhá. Bắt hết mấy con ma. Là sao? Lại bấm E à? Lại bấm E à, Hào Việt? Nó đang... Thử nha, thử bắt nó nha. Bắt này. Vậy là mình phải đi bắt à? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Đang chơi trốn tìm, đang chơi trốn tìm. Kiểu như là này này con kia bắt được mình, bây giờ mình đi bắt nó ấy. À, đi trốn tìm nào. Mẹ mẹ. Bắt được rồi nha. À, vui 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 đi. 5 10, 15 20, 25 30, 35 40. Cái gì bịt mắt bắt dê, cái gì mở mắt đi tìm dê. Các bé trốn đâu rồi, có ai đây không? Bắt được rồi nha. Vui quá đi, vui quá đi. Vui quá, vui quá. Bắt được 3 đứa rồi, vui quá, vui quá. Có ai đây không nào? Bắt được rồi nha. Mày đã 4 đứa rồi. Vui quá đi. Cái gì có chừng thời gian hả? Đi. Lại còn có chừng thời gian hả trời? Khó khăn vậy. Vừa nghe tiếng thằng nào trong này vậy? Đây, thằng hề này. Bắt được rồi nha. Con ai này con áo đen là 6. Ai nữa? À, thằng hề này nữa. 7 con. Vui quá, vui quá. Đúng rồi, con xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng đó nè. Thằng hề béo béo, đúng rồi, xong rồi đấy. Bây giờ làm gì? Bây giờ đến lượt mình đi trốn à? Chơi trốn tìm chơi vui quá à. Đấy, lâu lâu phải để cho mình chơi chơi ngược lại. Ăn là để nó bắt mình biết. Ý là bây giờ mình làm gì đây? Ra bàn ăn xem chỉ dẫn, chuẩn bị chạy. Hình như đến lượt mình đi trốn đúng không? Đến lượt bọn nó đi bắt mình đúng không? Nhưng mà có vẻ như thằng NU này không bắt được mình rồi. Thằng NU này bị kẹt ngay cái ghế rồi. Vậy giờ sao? Đứng yên luôn hả?
Đứng yên 1 tiếng đồng hồ ấy. Two hours later. Là sao? Nó bắt mình à? Rồi nó la lên rồi, nó la lên rồi. Nó đang chạy, nó đang dí, đang dí, đang dí vậy. Nó run run run. Chết mẹ lộn đường. Run run run. Thắng 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 thắng. Ra bàn ăn có hướng dẫn. Cái lồng gì vậy? Sao tôi lúc chết rồi. Chấm hỏi. Sao tự dưng trong nó lại có tiếng nhạc gì nữa? Shit. Giờ sao? Giờ làm sao? Xong rồi kìa, thành công rồi. Mình kiếm được hả? À hiểu rồi, tìm cái phòng có đèn đang sáng gì. Đây đây, phòng này. Hiểu hiểu hiểu, có nghĩa là tìm được cái đèn trước khi bản nhạc nó kết thúc, là mình phải tìm được cái phòng có đèn sáng. Hiểu hiểu hiểu. Hên sáng, người ta gọi là pro. Pro như hên cái gì. Tinh đấy nhá, sẽ chuyện nhỏ như con thỏ. Đấy, xong rồi 3 giờ rồi sao, đừng nghỉ chưa. Cái gì vậy? E. À, bấm E nó. Ồ, cảm ơn. Đa tạ sự chỉ bảo của các hạ. Thì ra là vậy, mình cứ tưởng là lo màu xanh là lo chạy ra khỏi khuất tầm mắt nó chứ.
Mình cứ tưởng là thấy thằng thằng hề là lo mà. Ai đấy? Ủa mà mọi người này có ba người mà. Ba người mà sao này giờ mới có hai người? Còn thằng nào nữa? Thằng nào nữa? Ngoèo ngoè. Giờ thằng hề đối mình chỉ là chuyện nhỏ. Phọc 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 phọc. Sao bảo ba người mà mình thấy có hai người? Má mấy con mực này chạy lung tung quá. Kiki là con gì? Con Kiki thì hãy nhìn vào nó à. Ok. He. Oh shit, sao này chạy ghê vậy? Thằng này chạy hồi kiệt sức mẹ mất. Tự nhiên đứng ngã ba thấy ngu quá. Vô ngã hai đứng đi. Hãy nhìn vào nó, ok, hãy nhìn vào nó. Kiki là con này hả? Ok. Hello Kiki. Kiki. Đa tạ sự chỉ bảo của các hạ. Oh shit. May mà thằng hề nó chạy luôn, chứ thằng hề mà đứng vào đó là mình chết rồi đó. Mẹ con hề là mình hết hồn. Đau tim quá. Kiki này nó cười á, không biết nó là đâu đâu. Chết mọi. Rồi xong tôi rồi. Thôi không chơi nha hề, không chơi nha hề, hề đi chỗ khác. Từ từ hề ơi, đang bệnh hề ơi. Không. Không chơi đâu, đi chỗ khác đi. Hãy